Đây là rắn cập nia nha anh em. Rắn cập nia đang lột xác vào ban đêm đây. Rắn cập nia là một loài cực độc, nằm trong top 3 loài rắn độc nhất Việt Nam. Nên anh em thấy thì nên tránh xa ra. Cắn vào là toàn ngày đấy.